thánh lễ mừng quan thầy hội du xe giáo sứ Trúc Lý. Vào lúc 18 giờ thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại giáo sứ Trúc Lý, hội ông thánh du xe hân hoan mừng kính thánh du xe quan thầy. Thánh lễ được long trọng cử hành do cha Luca Nguyễn Văn Trì, chính sứ gò cáo chủ sự. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho những người làm chồng, làm cha trong gia đình và hãy học nơi gương thánh du xe, gương âm thầm trong cầu nguyện, tận tụy trong lao động và kiên trung trong đức tin chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ cha Giuse Phạm Hoàng Huy chính sứ cao bộ nhắc đến lịch sử của giáo hội có rất nhiều vị thánh vĩ đại học hàm cao siêu để lại những kho tàng thiêng liêng quý giá liên quan đến những nghiên cứu về thần học triết học tuy nhiên có một vị thánh rất âm thầm khiêm nhường nhưng lại để cho hậu thế những bài học sâu sắc còn vang vọng mãi mãi đó là thánh Giuse. từ những nhân đức cao quý nơi thánh cả cha giảng lễ mời gọi các thành viên hội xe hãy yêu thương và sống có trách nhiệm với gia đình thương yêu vợ con Nhờ đó xây dựng tổ ấm yêu thương của mình luôn trở nên thắm tình Chúa, đượm tình người và trở nên một gia đình công giáo đạo đức. Sau lời nguyện hiệp lễ, một anh đại diện đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cùng lời cảm ơn chân thành đến quý cha, quý cộng đoàn đã cùng hiệp dâng và cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Được biết, Hội Du Xe Giáo sứ Trúc Lý được thành lập từ năm 2011. Số thành viên hiện tại là 65 người. Anh em đều là trụ cột gia đình và trong độ tuổi từ 25 đến 44 tuổi. Năm nay, hội cũng đã bầu ban điều hành mới, nhiệm kỳ 2024-2027. Để chuẩn bị tâm hồn cho thánh lễ quan thầy, cha phó thường trực Du Xe Phạm Văn Thế đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ và ban bí tích hòa giải cho các thành viên trong hội.